xin chuyển giao lễ trong ngày hôm nay. Một người xin một lễ cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Minh, một lễ cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Hiền, một lễ cho linh hồn Phaolô Đặng Sĩ Cường, một lễ cho linh hồn Giuse Đặng Quyến Anh và một lễ cho linh hồn Emmanuel Đặng Quốc Tuấn. Ban chấp hành hội đoàn Noren xin một lễ cho bà cố Elizabeth Huỳnh Phúc Ánh Clara mới qua đời. Gia đình anh chị Tuấn Dung Ngô xin một lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin một lễ cầu cho bố mẹ là Paulo và Madalena và xin một lễ cầu cho các linh hồn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hội các bà mẹ Công giáo xin một lễ cho linh hồn bà cố Elizabeth. Bà Nhuận xin hai lễ, một lễ cho linh hồn Gioan và một lễ cho linh hồn Tiên Nhân. Gia đình, một gia đình xin lễ tạ ơn cho Trương Cộng Sương kỷ niệm ngày cưới 15 năm. Gia đình anh chị Duy và Hồng xin ba lễ cho ba linh hồn Phêrô. Một người xin một lễ cầu cho linh hồn Anton và Maria. Ông bà Thịnh Hoa xin một lễ cầu cho linh hồn bà cố Elizabeth và một lễ cầu cho linh hồn Phêrô. Một người xin một lễ cầu cho linh hồn Gioan Phạm Minh Quy. Một người xin một lễ cầu cho linh hồn Maria Phêrô và linh hồn Phêrô lễ dỗ. Một người xin một lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, xin một lễ cầu bình an, xin một lễ cho linh hồn Maria và Giuse và xin một lễ xin ơn chữa lành. Một người xin một lễ cầu cho linh hồn Phêrô lễ dỗ. Con xin có một thông báo, xin thưa cùng quý vị. Xin quý ông bà anh chị em luôn nhớ đeo khẩu trang theo luật lệ của California khi chúng ta vào nhà thờ. Xin quý ông bà anh chị em bỏ tiền dâng cúng trong thùng quyên góp của nhà thờ vì chúng ta không có giỏ xin như thường lệ. Và khi chịu lễ thì xin quý ông bà anh chị em chúng ta chịu lễ ở phần cuối nhà thờ và đi về luôn khi xong lễ. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúa kỳ tạo thương xót chúng con.
Chúa các đạo binh đứng xét xử người công chính
thấu suốt tâm can. Lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Đó là lời Chúa. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lệ luật, đã có tội trên thế gian, nhưng tội không bị bắt lỗi khi không có lệ luật. Nhưng từ Adam cho tới Moses,
Sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội, giống như sự lỗi phạm của Adam, hình ảnh của người đến sau. Nhưng không phải như tội phạm thế nào thì ơn ban cũng thế ấy đâu. Vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban cho ở một người là Đức Giêsu Kitô làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa
trong cái bài tin mừng của Thánh Matthew ngày hôm nay kể lại cái nối tiếp cái câu chuyện Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi rao giảng lời Chúa. Và khi Chúa sai các ông đi, Chúa đã cảnh báo với các ông là trên con đường rao giảng lời Chúa các ông sẽ gặp những thử thách khó khăn, có thể bị xô đuổi, bị bắt bớ, bị cầm tù, bị đánh đập, ngay cả bị giết chết. Vì vậy cái bài tin mừng ngày hôm nay không dài nhưng đã ba lần Chúa Giêsu đều nói các con đừng sợ, các con đừng sợ. Chúa Giêsu khuyên các con đồ khi xưa, hay nói khác là Chúa Giêsu khuyên mỗi người chúng ta trong cái thời điểm này các con đừng sợ, không có nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta là những người công giáo sống một cuộc sống buông thả, sống một cuộc sống cẩu thả, không sợ trời, không sợ đất, không lo cho mình cũng không lo cho người. Nhưng với Chúa Giêsu, nếu mà sợ mà phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống, nếu mà sợ mà đánh mất đi ý nghĩa của cuộc đời, và trên cùng hết, nếu mà sợ mất đi cái niềm tin vào Thiên Chúa, thì nó là cái đáng sợ nhất. Tiên tri Jeremiah, bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, cuộc đời của tiên tri Jeremiah đi theo Thiên Chúa là một cuộc đời khổ cực vô cùng. Đến nỗi mà người ta nói ông rằng là chỉ đem những điều kinh hoàng khủng bố đến ở những nơi mà hiền lành hơn đó, thì người ta nói với tiên tri thôi ông đi này đi, ông đừng đến đây nữa, đừng tới đây nữa. Và những chỗ mà khó khăn hơn thì khi mà họ thấy tiên tri Jeremiah sẽ nói kìa cái con tứ phía kinh hoàng đã tới, hãy đuổi nó đi, hãy đuổi nó đi. Nhưng Jeremiah không sợ. Jeremiah không sợ vì ông cho rằng Thiên Chúa chúng ta vừa nghe làm Thiên Chúa cắt tả ơn và Thiên Chúa sẽ bảo vệ ông. Trong cái cơn đại dịch Covid-19 này có một câu chuyện có thật. Một vị linh mục lớn tuổi, ngài bị lây nhiễm Covid-19. Trong cái tuần đầu là cha nằm ở bệnh viện tương đối còn tỉnh táo, thì người y tá đã chăm sóc cha. Mỗi lần đi vào chăm sóc cho cha, người y tá đều nói cha đừng sợ, chúng con sẽ cố gắng giữ gìn cho cha. Mỗi lần như vậy, người vị linh mục không lắc đầu, không gật đầu, cũng không hỏi về bệnh tình của người mình, mà mỗi lần như vậy cha chỉ có một nụ cười hiền hòa nhân đức. Một tuần sau cha qua đời, người y tá đã thông báo cho vị giám mục của giáo phận đã biết, và người y tá nói với đức cha, thưa đức cha, cái mà con ấn tượng nhất ở vị linh mục đó là nụ cười hiền hòa và nhân hậu. Vì qua cái nụ cười đó con mới cảm nhận được cha không có sự bình an. Trong cái lúc mà nguy tử, trong cái lúc mà sắp chết, trong cái lúc mà khó thở vì mình có biết cha ở một lòng không sợ, ở một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Đúng vậy thưa anh và chị em, nếu vì sợ mà chúng ta mất cái tất cả niềm tin vào tình yêu và sự lắng phòng của Chúa, thì đó mới là cái sợ nhất. Chúa Giêsu dạy chúng ta ngày hôm nay đừng vì sợ mà chúng ta mất đi cái niềm tin vào người, mất đi cái niềm tin vào tình yêu và sự hoan phòng của Chúa. Cuối tuần này cũng là ngày Father's Day. Con xin chúc mừng ngày Father's Day, ngày cha đến với tất cả những người làm cha hoặc là những người sắp làm cha. Bên cạnh cái tình yêu mà dịu hiền và bao la của người mẹ dành cho những đứa con, thì tình cha cũng là mối tình to lớn trong kém. Có một người cha, có một đứa con bị tai nạn xe và anh ta phải nằm bệnh viện, nằm hôn mê không tỉnh lại trong bệnh viện 5-6 tháng này. Mỗi ngày khi ông đi về, ông đều ghé vào bệnh viện để thăm con nằm ngồi đó vài tiếng đồng hồ. Ngày hôm đó, ông bị té ghế chân, ông không đi được. Người bạn ông tới nói chuyện mới thăm ông và thấy ông rầu lo lắng, mới nói với ông: anh đừng có lo, cái chân anh rồi nó sẽ lành, anh không có chuyện gì phải lo lắng hết. Người cha mới nói: không, tôi không quan tâm đến cái chân của tôi, nhưng giờ này tôi đang buồn vì tôi không thể vào thăm con tôi được. Người bạn nghe nói như vậy mới nói: ôi, tôi tưởng chuyện gì, anh không vào thăm nó được ngày hôm nay thì anh cũng vào, anh vào thăm nó ngày mai. Mà dù anh có vào thăm nó thì nó cũng chưa có tỉnh dậy để biết anh là cha nó đến thăm nó. Người cha mới nói tiếp: tôi biết con tôi là không nhận ra tôi, nó chưa có tỉnh dậy để nhận ra tôi là cha nó đến thăm. Nhưng với tôi nhận ra nó chính là con của tôi. Đứa con nó kém may mắn,
đứa con nít bị tai nạn, đứa con nít mà tôi yêu luôn yêu thương, tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả những gì tôi có để tôi trao tặng với nó, để tôi đã là người nằm hôn mê đó và nó là người được khỏe. Khi người bạn nghe người cha nói như vậy thì ông chợt xúc động và ông bỗng mới nhận ra rằng cái người cha trước mặt mình lâu nay ít nói, nghiêm khắc, không biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng trong lòng làm trái tim biết rung động cái tình nhịp đập của con tim của tình cha. Đúng vậy, từ những người cha, chúng ta là cha, đó là một ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho. Và trong cái ơn gọi đó, Chúa đã ban cho chúng ta một trái tim biết rung động cái nhịp đập, tình nhịp đập của tình cha. Xin cho tình cha cho mỗi người chúng ta được bình an, để gia đình nhỏ bé của chúng ta là một gia đình hạnh phúc và bình an. Con xin chúc mừng ngày Phát Xuân Đề với tất cả bà và tất cả những người cha. Tôi tin kinh của Thiên Chúa, Cha toàn năng, ơn tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ân gian bởi ân gian, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trở xuống thế. Chân thành
chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho những người đang sống ly tán, chán nản, lo âu và mất niềm tin, xin cho họ được niềm vui, sự an ủi và lòng cậy trong và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa và được Chúa đón nhận vào Thiên Quốc những thân nhân bằng hữu trong ba đời, trong đó có linh hồn bà cố Elizabeth và những linh hồn mà ý chỉ xin lễ hôm nay, linh hồn Doan, Paulo, Magdalena, Giuse, Maria, Emmanuel, Vero, Maria, Anton. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Với trọng niềm tin vào Thiên Chúa giờ đây, trong thiên lặng mỗi người hãy dâng lên người lời cảm tạ và những ước nguyện riêng tư của mình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày lễ Thiên Phụ, xin mời cùng đoàn Thiên Chúa đánh tòa và chỉ những cách ông nào đã và sắp xếp là cha xin đứng. Và chúng ta hãy đưa tay cho những cầu cho những quý ông trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con những người cha yêu thương. Chúng con được hưởng phúc nhờ tình yêu và sự quan tâm của những người cha. Chúng con được như bây giờ là nhờ người cha, người đã tận tâm và chức vụ làm cha, lo lắng cho nhu cầu của chúng con, luôn sẵn lòng hy sinh cho chúng con. Những người cha này đã làm việc thật chân chỉ và chăm lo cho chúng con chu đáo. Cha yêu mẹ và luôn chung thủy với mẹ. Con tự hào vì Chúa ban tặng cha cho chúng con. Con ngợi khen Chúa vì những người cha này. Cha không bao giờ nặng lời với vợ con, luôn tận tâm và chu toàn trách nhiệm, không phàn nàn khi hy sinh cho con cái. Cha không dùng đến roi vọt mà dạy chúng con bằng gương sáng. Cha dạy con làm việc và biết lựa chọn nẻo ngay để con can đảm đón nhận mọi nghĩa vụ trong tương lai. Con nợ ơn cha về tất cả. Lạy Chúa, hôm nay là ngày lễ Thiên Phụ, là ngày của người cha. Xin cho con biết phụng sự Chúa trong cha con. Xin giúp con bày tỏ với cha rằng con biết ơn và yêu mến cha biết bao. Xin cho con biết chăm lo và phục vụ cha. Con cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng con những người cha này. Con cầu nguyện cho người cha hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa gìn giữ người cha của chúng con luôn được an khang và hạnh phúc, thoát khỏi mọi tai ương và nguy biến, mạnh mẽ chống lại các cơn cám dỗ và đứng đầu vượt qua mọi khủng hoảng. Xin đưa người về nhà an toàn với chúng con. Nguyện xin cho những người cha này luôn biết rằng con vẫn luôn cần đến người, con luôn yêu mến cha con bây giờ và mãi mãi. Amen. Và chúng ta hãy cho những người cha này một tràng pháo tay. Oh,
và những buổi lễ này mà thân thể chúng con, hầu chúng con có thể nhân lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con nghe hương về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta và là Thiên Thần. Lạy Chúa là Cha chính thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là trên đất phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hiểu, được sống và hoạt động. Và khi được đạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nhận được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hướng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ơn mới khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ khỏi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng bổ nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: lạy Chúa, xin nhớ đến một hạnh Chúa lao động khó khăn cầu
để kiện toàn hội thánh trong Đức Mẹ cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Kevin, các Giáo Hoàng Phụ Tá, Đức Cha Thầy, Đức Cha Đông Mai Thái Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi đơn xuống là linh hồn Gioan, Phaolô, Magdalena, Giuse, Maria, Emmanuel, Phêrô, Elizabeth, Maria, Anton là những người con Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết đi con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly dân trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào với sáng tôn nhà Chúa. Chúng con là xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trời Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sưu tầm Chúa có một thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chúa Giêsu, nên cho tổ trần gian cũng cho chúng ta đi dừng tiền trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ hẳn mặt. Chúng ta hãy dùng đến phút này để cầu nguyện cho các cụ bà trần nhà không có thể tới được những thánh lễ trong ngày hôm nay. Xin Chúa đến họ trong các thánh lễ. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin vào Chúa từ trong mi linh mình thai. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng hướng theo Đức Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bế giờ con không thể hướng Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin con rước Chúa cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa Chúa bao giờ. Amen. Mình hạnh chúc Chúa tổ. Amen. Một thánh chúc Chúa tổ. Amen. Cảm ơn lòng nhẫn nại và quảng đại của bà Trang.
chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau trong thời gian này, trong thời điểm này. Và giờ đây con xin mời các cô bà chị em cùng con đọc kinh cầu tổng đoàn thiên thần đi về. Lạy ơn tổng đoàn thiên thần Mikael, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng nguyên soi cơ bên trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ sa tan cùng các quỷ dữ, đem đoan mùi khắp thế, làm hai các linh hồn ba chúng giam cầm trong hoa ngục. Amen. Còn một tông cùng mà con quên mất là những ai mà chưa đăng ký trong cái YouTube của giáo xứ, xin đăng ký giùm con, vì hiện bây giờ chúng ta đã có 756 người đăng ký rồi. Chúng ta chỉ cần hơn 200 người nữa thôi thì chúng ta không phải cần phải trả tiền hàng tháng 10 đồng. Con biết cái con số đó rất là nhỏ, nhưng mỗi đồng xu rất là quan trọng đến với nhà xứ trong thời điểm này. Thì những vị nào chúng ta đăng ký vào cái chương trình YouTube của giáo xứ, xin mời đăng ký giùm con, chỉ còn có 200 người nữa thôi. Còn thông báo cuối cùng là sau thánh lễ, con xin mời quý cụ và ông bà chị nào nếu được ở lại giúp một bàn tay để disinfect, để khi nhà thờ nhà thánh để cho thánh lễ ngày mai. Cảm ơn quý vị. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Yeah.
Chúa.